Baby bus. Ôi, đầu gối của tôi đau. Ôi không, quá. Momo bị ngã rồi. Hãy cùng giúp bạn ấy nhé. Đầu tiên, hãy khử trùng vết thương bằng cồn. Sau đó dán cao dán vào nhé. Các bạn nhỏ không được nhảy ra khỏi giường nhé. Bây giờ hãy tham gia lớp học nhạc nào. Xin chào cô May May. Các bạn yêu quý, hôm nay chúng ta sẽ sáng tác nhạc từ những chiếc chai nhé. Mỗi chai có một lượng nước khác nhau và âm thanh khi gõ vào từng chai nước là khác nhau. Hãy thử xem nào. Đổ màu vào trong nước nhé. Chai lên dây thừng cùng màu nhé. Gõ vào đây và lắng nghe âm thanh của những cái chai này nhé. Chúng mình cùng chơi với nhau đi. Chúng tìm đi. Ô, bạn cũng ở đây rồi. Thấy bạn rồi, ở đây nè. Thấy bạn rồi. Bạn cũng ở đây rồi. Thấy bạn rồi, ở đây nè. Thấy bạn rồi, ở đây nè. Bạn cũng ở đây rồi. Tan học, các bạn nhỏ, hãy dọn đồ dùng và sẵn sàng chuẩn bị về nhà nào. Bạn có thể giúp tôi dọn đồ được không? Tủ khóa của tôi. Bạn có thể giúp tôi dọn đồ được không?
tôi dọn đồ. Các bạn nhỏ, hãy xếp hàng để lên xe buýt. Tạm biệt cô May May. Tạm biệt các bạn nhỏ. Nhớ thắt chặt dây an toàn trên xe buýt nhé. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Xin chào cô May May. Đâu là tủ khóa của tôi? Hãy giúp tôi dọn đồ chơi đi nhé. Các bạn nhỏ, hãy chìa tay ra cho cô xem có sạch không nhé. Momo, bạn làm trước nhé. Momo, bàn tay nhỏ xinh của bạn hơi bẩn một chút rồi. Móng tay của bạn dài quá, hãy cắt đi nhé. Nhớ rửa tay sau khi cắt móng tay nhé. Cỏ rửa lòng bàn tay và cổ tay để tay sạch sẽ nhé. Hãy đo nhiệt độ nào. Nhiệt độ của Momo bình thường. Momo rất khỏe mạnh. Mimi, đến lượt bạn đó. Tay của Mimi quá sạch sẽ rồi. Hãy đo nhiệt độ nào. Uống nhiều nước sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Mimi, cô đã thông báo cho bố của bạn đến đón về rồi nhé. Xin chào cô giáo, tôi đến đây để đưa Mimi về nhà nghỉ ngơi. Bố của Mimi à, Mimi bị sốt và hãy để mắt đến cô bé nhé. Vâng, xin cảm ơn. Mimi, hãy về nhà nào con.
các bạn nhỏ, hãy nói với giáo viên nếu bạn không thấy khỏe ở trong trường mẫu giáo nhé.